Nữ cán bộ công chức cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng lương hưu? Căn cứ khoản 3 điều 54 luật bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi bởi điểm A khoản 1 điều 219 bộ luật lao động 2019 quy định như sau. Điều kiện hưởng lương hưu. Lao động nữ là cán bộ công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu. Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, căn cứ khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Như vậy, theo quy định, lao động nữ là cán bộ công chức cấp xã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì được hưởng lương hưu. Lưu ý, bên cạnh điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, thì lao động nữ còn phải đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu như quy định trên.